sự tài lâm của đấng chris, sự sinh sản hữu tình ở loài người bắt đầu bằng sự sang ngã của Adam và Eva. Ban đầu, cơ quan sinh dục không hoàn toàn rõ ràng trong biểu tượng của Adam và Eva. Thiên Chúa cảnh bảo họ không được ăn trại ở giữa vườn, sản thế kỷ 33. Trại đó là sự đồng chàm sạc thịt của tình dục ở giữa vườn thân xác khi Adam và Eva đầu hàng trước cảm dỗ và ăn trà đỏ, họ ôm nhau trong trạng thái đầy khát vọng. Họ bị đuổi khỏi vườn địa đàng ý thức tâm linh. Trong sự sa ngã đó, họ đã rơi xuống trạng thái thấp về sự đồng hóa thân xác. Họ đánh mất ý thức linh hồn về sự nhận thức và năng lực thiêng liêng ở các trung tâm não tủy vi tế, bao gồm cả sức mạnh hay quyền năng sáng tạo theo cách vô nhiệm các bộ phận sinh dục bắt đầu phát triển như ở các hình thái kém phát triển hơn của thế giới động vật ở thế dương hình thức con người thả vạt năng nổ hơn cơ quan nhô ra của nam giới đã phát triển và ở thế âm hình thái thu động ẩn tàng cơ quan lặng của nữ giới đã phát triển thiên tịnh và sức mạnh sáng tạo mà thiên chúa trao tặng cho adam và eva trước khi họ sang ngã vẫn tiềm tàng hiện diện trong mỗi linh hồn con người và sẽ tái hiện khi vườn địa đàng tinh kịnh mồ đào được tái lập các rishi ở những thời cổ đại cao hơn ở ấn độ có khả năng sáng tạo từ tâm trí bằng quyền năng ý chí Mọi thứ trên thời gian này đều có thể được vật chất hóa trong mọi trường hợp tất cả đều là rung động vũ trụ. Prakriti, thánh thần, truyền tin cho mọi vật chất. Rung động này có thể sử dụng một cách có ý thức từ sức mạnh ý chí của những thể sống giống như Đấng Christ. Những người hợp nhất chỉnh hò với trí tuệ chỉ, chỉ đạo từ ý chí của Chúa trong rung động thiên liêng hoặc chỉnh chùa trực tiếp hay thông qua hệ thống cấp bậc của các thiên thần đại diện cho Ngài truyền sức mạnh từ thánh thần này để hoàn thành mục đích của Ngài. Khi kinh thánh việc rằng Chúa đã lấy một mẫu xương sườn của Adam để tạo thành Eva, sáng thế kỷ 221, mẫu xương ảm chỉ sự rung động, sự sáng tạo của người nam, thể dương hay biểu hiện nam tính của sự rung động sáng tạo, bao gồm cả ý thức của Chúa với lý trí cao nhất và một phần cảm xúc được ẩn dấu và với sức mạnh rung động như vậy, sau đó, Ngài đã tạo ra người nữ thể âm hay biểu hiện nữ tính của rung động sáng tạo. Với cảm giác cao nhất và kẹm trồi hơn về mặt lý trí, từ những đặc tính trồi của các phẩm chất này, Ngài đã tạo thành sự khác nhau về thể xác, bao bọc lấy các linh hồn vô tình này. Vì sự sáng tạo dựa vào sự tương tác giữa hai lực âm và dương nên kế hoạch của Chúa là các tính chất được Chúa trao tặng ở nam và nữ sẽ cân bằng lẫn nhau. Khi rung động này được cân bằng ở trong một người, thì anh hoặc cô ấy sẽ bắt đầu biểu hiện tính thiên liêng sẵn có trong linh hồn của mình về trạng thái cân bằng hoàn hảo của Chúa. Các vị thánh đều được sinh ra theo cách tự nhiên và một vài vị thì được sinh ra theo cách vô nhiệm những bậc vị đại nhất những vị đã được sự giải thoát vẫn giữ lại đặc tính cá nhân trong tinh thần và theo lệnh của chúa trở lại nhân gian và tư cách là những đấng cụ thể họ có thể lấy một cơ thể vật lý thù thai vô nhiệm hay từ việc sinh nở bình thường ở các thời đại thế giới cao hơn họ có thể tỏ hình hài bằng cách trực tiếp vật chất hóa. Mặc dù điều đó không dành cho những thời đại chưa được khai sản, phương thức sinh ra không quan trọng, nó không nhất thiết thể hiện cấp độ thiên tĩnh.